ta đang sống trong một cái dystopia. Các bạn có thể nhận ra điều này hàng giờ hàng phút. Thật ra cái này cũng không có gì mới đâu, bởi vì chúng ta cũng đã có thể nghe nói đọc chứ không phải chưa từng. Nhưng mà chúng ta nhắc lại lần nữa cũng không có thừa đâu. Đấy là chúng ta đang sống trong một cái xã hội bị kiểm soát y chang như vậy. Chúng ta đang bị các đại tư bản kiểm soát từng ly từng tí một, và chúng ta hàng ngày hàng giờ bị họ theo dõi, và họ thường xuyên gợi ý cho chúng ta phải làm cái này, hãy làm cái kia, nên làm cái nọ. Tự chúng ta muốn chỉ là một phần thôi, phần lớn hơn là họ buộc chúng ta muốn những cái đó. Tôi phải nói với các bạn là riêng trong lần này thì tôi khá là bi quan, bởi vì tôi thấy rằng là cứ cái đà mà thế giới đang tiến như thế này, cái tương lai mà lạc quan, mặc dù chúng ta ai lại không muốn tương lai tốt đẹp hơn, nhưng mà tôi e rằng là cái hướng lạc quan nó không xảy ra đâu, hướng bi quan thì còn. Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ cùng chào đón dịch giả, tác giả sách Chúa Trần Tiễn Cao Đăng. Chào mừng Chúa đến với Ba Chấm Podcast ạ. Xin chào Nam và xin chào tất cả các bạn. Một số thông tin cho các bạn nào chưa biết, chú Cao Đăng được biết đến nhiều nhất với tư cách là dịch giả các tác phẩm chủ yếu thuộc dòng science fiction, tức là khoa học giả tưởng. Một trong số đó phải kể đến cuốn Súng, Vi trùng và Thép của tác giả Jay Diamond, tác phẩm đã giúp chú có vinh dự nhận được giải A giải thưởng sách quốc gia năm 2021. Thì không biết là chú có thể giới thiệu thêm một số cuốn sách giả tưởng mà chú cảm thấy tâm đắc nhất khi mà mình đã dịch để các bạn đọc có thể tham khảo được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Nam. Nếu nói về khoa học giả tưởng thì đương nhiên cuốn đầu tiên mình cần phải nhắc tới là Xứ Khác của là Frank Herbert, là cuốn là từ khoa học giả tưởng kinh điển của là văn chương science fiction thế giới. Bên cạnh cuốn là Xứ Khác thì một cuốn mình cần phải nhắc tới là cuốn là Mãi Đừng Xa Tôi, Never Let Me Go, của là nhà văn nổi tiếng đoạt giải Nobel Kazuo Ishiguro. Cuốn Mãi Đừng Xa Tôi thì nếu gọi một cách đằng thẳng ra, nó không phải là science fiction. Tuy nhiên nó có yếu tố science fiction, nó có bối cảnh science fiction, thì cũng có thể kể là một tác phẩm science fiction được. Ngoài ra thì một cuốn khác mà cũng là một tác phẩm kinh điển của là văn chương science fiction mà tôi tham gia dịch, đó là 451 độ Fahrenheit. Vâng. Cuốn đó thì tôi không ký tên là Trần Tiễn Cao Đăng, mà tôi chọn một cái bút danh khác, đấy là Đích Trương. Hóa ra là 451 độ F chú dịch à? Ừ, đúng rồi. Sao chú lại để một cái tên khác mà không để tên thật? À, thỉnh thoảng tự nhiên mình thích là lấy một cái bút danh khác, và có thể là sau này thì vẫn sẽ còn ký những bút danh khác nữa. Hôm nay thì cháu rất là háo hức khi mà được trò chuyện với chú về một cái chủ đề mà nhiều người ở Việt Nam sẽ không mấy quan tâm, là về thể loại khoa học giả tưởng. Cháu đọc báo, cháu thấy là chú từng nói ở trên báo VN Express rằng là tiểu thuyết của chú có phần khó đọc, nó không dành cho số đông. Cháu rất muốn biết là điều này có liên quan gì đến thể loại sách mà chú chọn dịch và viết là science fiction. Ở đây thì cháu xin phép gọi tắt là sci-fi, một thể loại luôn bị gắn cái mác là khó đọc, khó hiểu và khô khan. Mình có thể nói là mình quan tâm đến thể loại sci-fi từ khi mình còn nhỏ, là mình đã thích xem những bộ phim truyền hình nhiều tập chiếu trên đài truyền hình của là Mỹ. Hồi mình còn nhỏ ở Sài Gòn thì người ta vẫn có thể xem kênh truyền hình của Mỹ dành cho người Mỹ tại miền Nam. Thì hồi mình còn nhỏ xíu thì mình xem, mình không có hiểu người ta nói gì, nhưng mà mình chỉ cần lượt nhìn hình là mình đủ thích rồi. Và mình vẫn còn nhớ rằng những bộ phim khoa học giả tưởng đấy, có một bộ thì chuyên về thám hiểm không gian, một bộ khác thì là thám hiểm là tàu ngầm thám hiểm đáy biển. Từ hồi nhỏ xíu mình đam mê những cái phim đấy rồi. Và khi lớn lên, khi mà mình ở tuổi phổ thông thì mình tìm đọc tất cả những gì đọc được, những cuốn sci-fi được dịch sang tiếng Việt. Đó là thời bao cấp, thì thời bao cấp có rất nhiều cái dở so với thời bây giờ.
Nhưng nếu bảo là có một cái hay hơn thì bây giờ thì đó là thời đó sách hay được dịch rất là nhiều và lại rất rẻ. Cho nên là thời đó sách hay rất là nhiều. Trong số đó thì sci-fi chiếm một phần quan trọng. Bất kỳ khi nào tìm được một cuốn sci-fi thì mình đọc hết. Mình rất mê sci-fi. Có một điều thú vị là cái thời đó sci-fi được dịch nhiều và có lẽ được đọc nhiều. Mặc dù nếu nói về cái trình độ phát triển của xã hội thời đó là thời bao cấp thì nó thấp hơn bây giờ nhiều. Còn bây giờ ngược lại, trình độ phát triển chung của xã hội thì cao hơn thời đó. Đương nhiên rồi, có nhiều là của cải vật chất hơn, có nhiều phương tiện công nghệ hơn, mọi thứ tân tiến hơn, hiện đại hơn. Nhưng một điều lạ là theo như mình biết, bởi vì mình từng làm thời gian khá dài cho công ty Nhã Nam, là một đơn vị làm sách tương đối lớn, các mọi người cũng có đọc sách Nhã Nam, thì là thông qua Nhã Nam mình được biết rằng các đầu sách sci-fi của Nhã Nam bán rất chậm. Có nghĩa là sao? Đại đa số người đọc Việt Nam có thể đọc rất nhiều thứ khác, trinh thám, ngôn tình, fantasy, đủ loại sách khác, nhưng mà riêng sci-fi thì rất ít đọc. Tức là tầm 10 năm trở lại đây? Những năm gần đây. Bởi vì các bạn chắc cũng biết là bản thân những người trẻ các bạn là những người mua sách và đọc sách nhiều nhất so với cộng đồng. Nhưng mà mọi người rất ít đọc sci-fi. Đó là một điều đáng tiếc. Bởi vì nếu các bạn nhìn sang những nước lân cận của Việt Nam, chẳng hạn như Trung Quốc, văn chương khoa học giả tưởng tại Trung Quốc vô cùng phát triển. Có những cái giải thưởng văn chương hàng năm dành cho là các nhà sci-fi. Có những cuộc thi hàng năm tác phẩm sci-fi. Trung Quốc thì là về cơ bản họ cũng đi cái con đường tương tự như Việt Nam thôi. Nói về cho các bạn cũng hiểu, cái con đường về chính trị xã hội thì Trung Quốc cũng tương tự như Việt Nam. Nhưng mà họ phát triển hơn Việt Nam rất xa. Cả trong cái lĩnh vực mà thể loại sci-fi thì người Trung Quốc họ cũng đi trước Việt Nam rất xa. Họ đọc, họ say mê sci-fi, họ đọc tác phẩm sci-fi. Và chính vì vậy cho nên Trung Quốc mới sinh ra những cái nhà văn mà chắc các bạn mê sci-fi thì các bạn đều có biết, có đọc, là Lưu Tử Hân và bộ Tam Thể Lương Danh. Gần đây là có những tác phẩm khác là Xét Hò, và có cả những bộ phim cũng của là chính người Trung Quốc dựng nên từ những tiểu thuyết đấy. Thì các bạn có thể hình dung là để sinh ra được một tác giả như Lưu Tử Hân, cái đất nước Trung Quốc nó phải có sẵn một cái nền chung như thế nào, phải có sẵn một cái nền thì mới sinh ra được những nhà văn tài năng như vậy. Nền đó là gì? Nền đó là cả một cái lực lượng người đọc hùng hậu. Phải có người đọc thì mới có được nhà văn. Cái đó là cái logic rất đơn giản. Còn ở Việt Nam, sở dĩ mà kể cả là sách sci-fi dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt cũng là bán một cách rất là khó khăn. Và hầu như chúng ta không nghe nói tới một nhà văn nào, nhà văn nội địa người Việt Nam mà nổi tiếng nhờ sci-fi. Là tại vì sao? Ở Việt Nam gần như không có người đọc sci-fi. Cho nên nhìn chung là sci-fi là một cái lĩnh vực mà ít người đọc, khó đọc, khó nhằn đối với đa số người Việt. Cho nên là một người như tôi thích khoa học giả tưởng, thích dịch khoa học giả tưởng và viết ra cũng là những cuốn sách có ít nhiều yếu tố sci-fi. Ngay từ đầu là mình phải biết rằng mình đang đi một con đường khó, bởi vì ít người hiểu được chúng ta, ít người đồng cảm với chúng ta. Nhưng mà con đường khó mình biết như vậy, nhưng mà mình đã quyết đi thì mình đi thôi. Bởi vì mình biết đó là cái con đường đúng của mình, nó đúng với cái tư chất của mình, thì mình là cứ mình vào mà đi. Có thể nói như vậy. Khá là bất ngờ khi mà chú bật bí một cái thông tin là Nhã Nam cái doanh số bán sách sci-fi lại không được tốt, là vì cháu vừa thấy nó ra một cuốn sách mới về sci-fi xong. Dĩ nhiên là người ta in thì vẫn cứ in thôi, nhưng mà nếu nói về cái mức độ xoay vòng vốn, mức độ lãi, thì sci-fi là một trong những dòng là ít lãi hơn nhiều so với là sách ngôn tình chẳng hạn, so với là sách trích lít, so với là sách tiêu lờ của Mỹ, là những cái dòng sách coi như là bán chạy nhất. Chắc các bạn cũng biết là các nhà xuất bản đều cố gắng đa dạng hóa mặt hàng của mình. Nói cụ thể hơn là họ muốn tiếp tục in nhiều loại sách khác nhau. Cho nên là kể cả những dòng sách mà ít bán chạy hơn, ví dụ sci-fi, văn chương cao cấp, văn chương ít người đọc ấy, họ vẫn cứ in. Nhưng chỉ có điều họ sẽ in ít hơn và lấy ngắn nuôi dài. Sự khác biệt giữa hai thể loại này là gì ạ? Chuyện là khác biệt cho sci-fi và fantasy thế nào thì fantasy đơn giản là không dựa trên nền tảng khoa học. Một tác phẩm mà fantasy kinh điển là cái bộ Chúa Nhẫn hoặc là bộ là Harry Potter. Đó là những bộ fantasy điển hình. Fantasy nghĩa là sao? Có nghĩa là tác giả nghĩ ra một cái thế giới nào đó và ở đó thì xảy ra những cái chuyện mà
rất là phi logic. Nếu mà xét theo là tiêu chuẩn của khoa học thì những chuyện đó rất phi logic. Nhưng mà trong những thế giới đó thì những chuyện đó xảy ra như là chuyện bình thường. Nhưng điều quan trọng là những cái điều phi logic nó không dựa trên một cái nền tảng khoa học. Còn sci-fi thì có, nó khác biệt như vậy thôi. Một nhà văn sci-fi, ông cũng tạo ra một thế giới không có thật. Ông cũng nghĩ ra những cái hiện tượng siêu nhiên hoặc những cái phát minh kỳ lạ chưa từng có, hoặc là những cái là biến cố lạ lùng mà khoa học hiện bây giờ chưa thể là lý giải được. Tuy nhiên, các nhà sci-fi họ luôn luôn nỗ lực giải thích, hoặc nếu không phải giải thích thì là đưa ra ít nhất là vài cái gợi ý cho người đọc về là nền tảng khoa học, cái cơ sở khoa học của những cái hiện tượng đó hoặc những cái phát minh đó. Đó là cái sự khác biệt căn bản giữa hai cái thể loại. Vậy không biết là theo chú Đăng, cái điểm hay nhất của science fiction thu hút người đọc sẽ là gì? Science fiction trước hết là những câu chuyện hư cấu, tức là nhà văn tưởng tượng ra một cái khả năng trong tương lai, và cái khả năng đó thì đương nhiên là hiện giờ chưa ai có thể kiểm chứng được liệu nó có xảy ra hay không. Nhưng mà mục đích của là các nhà văn science fiction không phải là để người ta trả lời câu hỏi là nó có xảy ra hay không, mà mục đích của nhà văn khoa học giả tưởng là đặt những câu hỏi lớn, kích thích cho người đọc, người xem đặt ra những câu hỏi về là bản chất của là thế giới này, bản chất của con người. Bởi vì là trong những cái tình huống mà giả định như vậy, chẳng hạn như tưởng tượng ra một cái sự tiếp xúc giữa là người trái đất với một cái nền văn minh khác ở hành tinh khác tới, những cuộc gặp gỡ như vậy thay vì dẫn đến những điều tốt đẹp như người ta vẫn thường tưởng tượng thì nhiều khả năng hơn là sẽ dẫn đến những cái thảm họa mà không ai có thể lường trước được. Những cái câu chuyện như vậy nó khiến chúng ta phải đặt câu hỏi về thực chất của là nền văn minh hiện đại. Cụ thể hơn là những câu hỏi ví dụ như liệu nền văn minh của chúng ta càng ngày càng giàu có về vật chất nhưng mà chất lượng về tinh thần, ví dụ như là cái lòng tốt, đạo đức, đạo lý, tình yêu thương, sự quan tâm dành cho nhau càng ngày nó càng đi xuống, có nghĩa là không có một cái sự song hành, một cái sự đồng bộ giữa là tiến bộ về mặt văn minh và tiến bộ về mặt là tinh thần. Những cái câu hỏi như vậy các nhà sci-fi họ đặc biệt quan tâm bằng cái cách của mình, họ đặt ra những cái câu hỏi lớn liên quan đến những cái chuyện như vậy thông qua những cái thế giới tương tự của họ. Khoa học giả tưởng tức là giả định, giả định ra nếu như người ta có cái phát minh này thì sao. Cái giá trị lớn nhất của science fiction là khiến người ta phải tự vấn. Cái mà chú đưa ra là nếu thì đấy, thì cháu tìm hiểu thêm ở trên mạng thì cháu biết là trước khi mà mình nói đến cái khái niệm science fiction hay là fantasy thì có một từ để chỉ rộng hơn bao trùm hai cái khái niệm trên là speculative fiction, tức là giả tưởng, tự biện. Cũng dựa trên là nếu thì, what if. Đấy, ví dụ như là Harry Potter, nếu phù thủy có thật ở thời hiện đại thì sao? Game of Thrones, nếu rồng hoặc là quỷ, phép thuật có thật ở thời trung cổ thì sao? Đúng rồi. Lord of the Ring, chủ nhân cũng vậy. Nếu như mà có một chiếc nhẫn lúc làm bá chủ thiên hạ thì sao? Thì nó dẫn cháu đến một cái tò mò là liệu có tác phẩm nào pha trộn giữa science fiction và fantasy hay không? Cháu tìm hiểu thì cháu biết là lại cũng có. Tên là science fiction fantasy, một số những cái tên mà mình có thể kể đến. Ví dụ như phim thì có Star Wars, truyện tranh thì có Dragon Ball, Kang là kiếm thuật sư, hoặc là quyển fantasy gọi là dành cho thiếu niên nếu có thời gian. Một cái câu hỏi rộng hơn mà cháu muốn đặt ra cho chú đó là liệu có hay không khi mà xã hội tiến hóa, con người phát triển thì ranh giới giữa các thể loại cũng sẽ bị xóa mờ dần dần đi, thậm chí là nó biến mất, nó pha trộn lẫn nhau như là science fiction hoặc là fantasy. Giống như là cái việc ngày nay cái định nghĩa đúng sai nó không còn phù hợp với chúng ta nhận xét một vấn đề, tức là nó sẽ không có những cái khái niệm phân hóa là quá là rõ ràng nữa. Thực sự mình không nghĩ là nó sẽ như vậy, Nam ạ. Dù có pha trộn đến mức độ nào đó đi nữa thì nó vẫn luôn luôn có một phần trội hơn. Và cái phần trội hơn đấy thì chúng ta có thể nhận ra được. Cũng giống như là hồi nãy Nam nói đến chuyện là ngày xưa người ta hay phân biệt rạch ròi giữa đúng và sai. Nhưng bây giờ thì người ta thừa nhận rằng đúng và sai chỉ là tương đối. Bởi vì là nó có rất nhiều những cái vùng không gian mà người ta nói một cách hình tượng là vùng xám ấy. Các thể loại science fiction, fantasy trộn với nhau. Thì đó cũng là như vậy thôi. Tuy nhiên mình vẫn nghĩ rằng là thật ra nếu chúng ta nhìn sâu vô, chúng ta vẫn thấy rằng là có cái nào có một cái này trội hơn một chút so với cái kia.
một cái sự biến mất hoàn toàn của là cái ranh giới phân biệt giữa các thể loại. Thì mình nghĩ là không có, chỉ có điều là ở từng khoảnh khắc thì chúng ta thấy rằng là cái này trội hơn cái kia. Mình nhấn mạnh cái từ là ở từng khoảnh khắc. Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Nhưng mà chú có tin là những cái phát minh ở trong cái cuốn sách sci-fi nó có thật không? Những cái thế giới đó. Cháu thì cháu tin là nó có thật. Không phải là ngẫu nhiên mà những cái tác giả họ lại nghĩ ra được những thứ kỳ ảo đến như vậy mà phải xếp đến và là một kho tàng văn học sci-fi. Nó dẫn cháu đến hai cái thuyết mà nhiều người trái đất tìm hiểu rất nhiều. Đó là một là thuyết vũ trụ song song. Là liệu rằng trong vô số những cái nhánh nhỏ của science fiction thì liệu có thể nào là có một cái thế giới thực của một vũ trụ nào đó đang tồn tại hay không. Thuyết thứ hai là thuyết về những cái nền văn minh tân tiến trước đây đã từng tồn tại trên trái đất. Tức là những cái nhánh của science fiction chính là mô tả lại cái thế giới ấy. Ví dụ như mình có thể kể đến là một cái dòng nhỏ trong cái nhánh lớn là nhánh punk, là steampunk và Tesla punk. Một là steampunk đã đưa ra cái giả thuyết là thế giới bằng một cách nào đó nó không tiếp tục phát triển đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, mà thay vào đó nó chỉ phát triển ở cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, tức là thời đại của cơ khí hóa và máy chạy, hơi nước, thủy lực. Nhưng mà thời đại này thì nó phát triển rất là mạnh. Thậm chí là nếu như so với kỷ nguyên của các cuộc cách mạng sau đó và đến hiện tại, nó còn phát triển không thua kém gì và có phần vượt trội hơn. Một số tác phẩm về thể loại steampunk tiêu biểu này có thể kể đến như Time Machine của máy thời gian của H.G. Wells, hoặc là Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của Jules Verne, The Lost Empire, hình như cái này là phim hoạt hình hay là chuyện không biết, nhưng mà của Disney, hoặc là Kang là Kiếp Thuật Sư, đây là bộ truyện tranh Nhật Bản. Đấy, hoặc là ví dụ như Tesla Punk thì nó là một cái thế giới bằng một cách nào đó không tiếp tục phát triển đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Tức là cuộc cách mạng công nghiệp về điện. Mà cũng giống như steampunk kia thì thời đại này nó cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi, nhưng mà nó phát triển cực kỳ vượt bậc. Có một số những cái tác phẩm tiêu biểu chắc là chú cũng nghe tên rồi là Frank Skin của Mary Shelley hay Bioshock. Trở lại với nội dung chính của câu hỏi thì theo chú là có hay không sự tồn tại của hai thuyết trên. Nếu như mà xét trên phương diện là sách và phim ảnh, chú có tin là tất cả những gì chúng ta biết về science fiction thực sự nó đã xảy ra không? Hay nói một cách cay đắng hơn trong ngoặc kép là không có một cái gì gọi là sáng tạo ở đây cả. Nó đều có thật. Mình phải nói ngay, cái ý mà Nam vừa mới nói, mình mới nói ngay là cái chuyện đó thì mình không tin. Bởi vì là cái chuyện đó nó có mang màu sắc là thuyết âm mưu nhiều quá. Người ta luôn luôn là có thể là gán chuyện này chuyện kia cho âm mưu của một cái nhóm siêu quyền lực nào đấy. Mình đã nghe nói thuyết âm mưu rằng thế chiến thứ hai là do người Do Thái tạo ra, và không chỉ thế thứ hai mà rất nhiều cái sự kiện lớn khác của là thế giới trong suốt thế kỷ 20, ví dụ như các mạng thương mại Nga cũng là do các nhà đại tư bản, đại tài phiệt người Do Thái âm mưu làm ra. Lenin chỉ là một cái con tốt trong cái âm mưu lớn đó, còn Hitler cũng vậy, là những cái thuyết âm mưu như vậy thì thật ra nó không ít đâu. Nhân cách ý mà Nhâm nói là có thể đã từng tồn tại những nền văn minh phát triển thì chắc các bạn cũng có nghe nói đến là cái gọi là nền văn minh Atlantis, cả một cái lục địa giả định là đã từng tồn tại ở là giữa Đại Tây Dương và đã phát triển lên một cái mức độ văn minh rất là cao. Và vì lý do này hoặc lý do khác thì cái lục địa đó bị chìm xuống là đáy biển. Thì đó cũng chỉ là một trong nhiều cái giả định mà thôi. Theo như mình nghĩ, có không nhiều cơ sở để mà tin rằng những chuyện đó chắc chắn là xảy ra. Hoặc là liên quan đến chuyện đó, người ta có nói là liệu rằng nền văn minh từ hành tinh khác, một nền văn minh phát triển cao hơn chúng ta rất nhiều ấy, thực ra là họ đã xuống đây từ đời nào rồi. Suốt nhiều thế kỷ qua là những người ở hành tinh khác họ sống trà trộn mà không biết, và họ trở thành những người nổi bật, ví dụ như các nhà văn, các nghệ sĩ, các triết gia, các nhà khoa học, chính trị gia v.v. Những con người nắm phần cầm trịch cái loài người này, quyết định số phận nhân loại, thì tất cả những người đó đều không phải là con người mà đều là người từ hành tinh khác.
Nói còn lại là loài người chúng ta chẳng khác gì một cái bầy cừu, chẳng có một chút tự trị nào cả. Thì đấy cũng là lại là một dạng là thuyết âm mưu. Các bạn cứ nghĩ kỹ một cái, các bạn sẽ thấy làm gì có một cơ sở hợp lý khách quan nào để mà làm các cái chỗ dựa về mặt lý thuyết cho những giả định như vậy cả. Tất cả những đó chỉ là giả định mà thôi. Thì á, lại quay trở lại cái vế ban đầu câu hỏi của Lan Nam, sự tồn tại của các vũ trụ song song, thì nó cũng chỉ là một trong nhiều giả định của các nhà khoa học. Nếu nói về là các lý thuyết khoa học hiện đại mà người ta đang không ngừng đưa ra để mà cố gắng lý giải về bản chất của vũ trụ, và các nhà vật lý bản thân họ đâu có hề nói rằng là cái chuyện đó là hoàn toàn có thật. Đây là một trong nhiều cái giả thuyết. Các nhà văn khoa học giả tưởng, các nhà làm phim khoa học giả tưởng, họ cũng chỉ là dựa vào cái giả thuyết đó của các nhà vật lý lý thuyết để mà theo dệt nên những câu chuyện hư cấu. Họ đặt ra cái câu hỏi mà hồi nãy mình đã có nói, cái câu hỏi nếu thì chúng ta bước vào sci-fi là chúng ta bước vào cả một cái thế giới của là vô vàn những giả định. Cái hấp dẫn, cái sức hút của là thế loại sci-fi là không ngừng đặt ra những cái giả định có cơ sở khoa học. Có cơ sở khoa học có nghĩa là nó có thể xảy ra, mặc dù là trong tương lai rất xa. Cái tương lai đó thì khả năng cao là tôi và có lẽ là kể cả các bạn nữa, sẽ không sống tới lúc đó. Chẳng hạn như chuyện về vũ trụ song song, giả dụ như đến lúc nào đó con người ta có thể tiếp cận được với một vũ trụ song song thì chắc hẳn là tương lai rất xa. Tuy nhiên có một số phát minh tưởng tượng khác của sci-fi thì có thể diễn ra khi chúng ta còn sống lắm. Chẳng hạn như là người ta đã từng tưởng tượng ra những cái người máy mà giống hệt như con người, không phân biệt được với người sống. Những cái robot mà cũng suy nghĩ, cũng có cảm xúc giống như con người. Thì chúng ta thấy rằng là cái chuyện đó gần lắm rồi. Chẳng hạn như là chúng ta thấy cái cô người máy Sophia, và chỉ cần tiến thêm một tí nữa là cô đó hoàn toàn có thể giống con người luôn. Nhưng mà bỏ qua cái câu chuyện về công nghệ, về thế giới mà nói chung là nó có những thứ nó siêu việt ấy, thì mình quay trở lại cái xác sở mình là về hạnh phúc, tự do, độc lập, những thứ mà chúng ta luôn nói ra giả bằng mồm. Hiện tại thì ở đây mình sẽ nói về hai cái mặt thiện và ác ấy, tốt và xấu ấy. Tức là cháu thì cháu luôn luôn nghĩ là con người sinh ra nó là một người bình thường. Mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên nó đang dần bị biến mất. Thay vào đó là một mối quan hệ con người với công nghệ, con người với máy móc nó nhiều hơn. Trước đây công nghệ nó không có, và từ các cuộc cách mạng công nghiệp thì nó mới có, thì nó bắt đầu nó chia cắt cái sự kết nối của con người với hai cái bộ phận kia là thiên nhiên và con người với nhau. Đại diện cho mặt tốt và xấu thì cháu muốn đặt ra một vấn đề ở đây, chắc chú cũng biết là trong cái thế giới science fiction tồn tại utopia và dystopia. Có một số tác phẩm mà bị cấm xuất bản ở một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, như tác phẩm Chúng Tôi hay là 1984 hoặc là Trại Súc Vật. Đấy, thì những cái cuốn đấy là nó đặt ra trong bối cảnh gần như là bây giờ nó là tiên tri, càng ngày nó càng đúng. À, có một cái fact khá là vui, những tác phẩm này chủ yếu là của các nhà văn người Nga, thì nó đặt ra một cái vấn đề là con người sống ở trong một cái thế giới mà cái sự kiểm soát nó quá là mạnh, khiến cho chúng ta mất đi cái sự tự do và mất đi cái quyền được làm người đúng nghĩa ấy, mà chúng ta sẽ gần giống như là kiểu máy móc ấy, bị chỉ đạo. Hoặc là một cái tác phẩm nữa là Thế Giới Mới Tươi Đẹp. Đấy, thì nó đặt ra một cái cháu thấy hơi ngớ ngẩn là một đứa trẻ sinh ra được quy định sẵn là alpha, beta, a, b, c gì đấy, xếp tặng theo thứ tự. Khi mà chúng sinh ra thì không được phép dùng hai từ là bố và mẹ, dùng hai từ đấy là hành động phạm pháp. Thì đó, những tác phẩm trước đó nó tiên đoán được ngay về số phận, tình hình hiện tại của con người rồi, về cái thế giới rồi, là chúng ta đang sống trong một xã hội bị kiểm soát quá nhiều. Cái hạnh phúc và cái tự do cảm giác như nó hơi xa so với cái tầm tay của mình. Chú nghĩ như thế nào về cái việc này? Mà nó có thật nhá, mà nó đang xảy ra rồi. À, cảm ơn câu hỏi của Nam, câu hỏi rất là hay. Và tôi xin nói ngay, đấy là khi Nam nhắc tới những tác phẩm ví dụ như là Chúng Tôi này, The Brave New World này, Trại Súc Vật này, 1984, đấy là những tác phẩm khá là tiêu biểu cho hướng nhìn đấy, tức là một cái xã hội bị kiểm soát chặt chẽ từ một cái chính quyền là độc tài chuyên chế ở trên. Cái đó là đương nhiên là đúng rồi. Tuy nhiên cái này tôi muốn chúng ta cùng nhìn nhận lại, và thật ra cái này cũng không có gì mới đâu, bởi vì chúng ta cũng đã có thể nghe nói đọc chứ không phải chưa từng. Nhưng mà chúng ta nhắc lại lần nữa cũng không có thừa đâu. Đấy là chúng ta đang sống trong một cái xã hội bị kiểm soát y chang như vậy. Chúng ta đang bị các đại tư bản kiểm soát từng ly từng tí một, từng cái nhấp chuột của chúng ta
từng cái bấm like của chúng ta trên mạng xã hội là đều bị ghi lại, và chúng ta hàng ngày hàng giờ bị họ theo dõi, và họ thường xuyên gợi ý cho chúng ta phải làm cái này, hãy làm cái kia, nên làm cái nọ. Chính xác. Mà họ làm ra bộ như cái đó là do chính chúng ta muốn, nhưng thật ra tự chúng ta muốn chỉ là một phần thôi. Phần lớn hơn là họ buộc chúng ta muốn những cái đó, buộc chúng ta thích cái này, buộc chúng ta nhấp vô cái kia, cảm thấy là à cái này tao cần nè, cảm thấy cái này hay quá nè, mặc dù chúng ta vốn dĩ chưa cảm thấy cần thay con iPhone, ví dụ vậy, một ví dụ điển hình. Nhưng mà cái bọn mà đại tư bản, các công ty, các tập đoàn đa quốc gia, nó thừa hiểu rằng là cần phải làm gì để cho chúng ta, mặc dù chúng ta chưa thấy cần thay con iPhone 13 bằng con 18, 19, 20 gì đó, nhưng nó có cách để làm cho chúng ta cảm thấy rằng là ừ, đã đến lúc tao phải thay con 20 rồi. Mặc dù thật ra nếu chúng ta không bị bọn họ dụ, ở đây dùng đúng từ là dụ dỗ, thì chúng ta không có cái nhu cầu đấy. Chúng ta không thấy cái con 13, 14 này có chút vấn đề gì cả. Nhưng mà chúng ta bị họ dụ. Và đương nhiên bên cạnh cái chuyện dụ như vậy thì họ cũng có đủ cái sức mạnh về mặt vật chất để buộc chúng ta dù không muốn chúng ta cũng phải mua. Sức mạnh vật chất đó là gì? Họ thôi không có support những cái model cũ nữa. Họ thôi không có là bảo trì nữa. Thôi không sản xuất linh kiện nữa, đúng không? Bọn nó thôi không support nữa thì chúng ta buộc lòng phải mua con 19-20, mặc dù chúng ta không thấy có chút vấn đề nào với con 13-14 cả. Đó là một ví dụ trong hàng vạn ví dụ về chuyện là chúng ta cũng đang sống trong một xã hội bị kiểm soát từng ly từng tí một. Cái khác biệt duy nhất ở đây là kẻ mà đang kiểm soát chúng ta, họ không có tự nhận họ là đấng này đấng nọ nào hết. Họ không phải là một đấng coi như là đứng đầu về ý thức hệ. Họ không nói rằng là họ là coi như là đấng tối cao hoặc là một vị cha già dân tộc, ví dụ vậy. Họ không có tự nhận cái đó. Nhưng mà bằng toàn bộ cái sức mạnh của là tiền bạc, về tài chính, về là các phương tiện truyền thông, họ đang điều khiển cuộc sống của chúng ta. Và đó chính là một cái dystopia. Chúng ta đang sống trong một cái dystopia. Các bạn có thể nhận ra điều này hàng giờ hàng phút. Ví dụ ai chúng ta cũng có thể đã trải qua lúc này rồi. Thậm chí bạn không cần phải lên một cái trang web bán hàng trực tuyến, các bạn mới bị hàng loạt những gợi ý mày mua cái này đi, mày mua cái đi kia đi. Bạn chỉ cần chat với bạn mình là ờ tao đang tính mua con laptop mới, à sau đó thấy là bị ném bom, ờ laptop này chọn đi mua đi, vân vân. Cái đó không phải dystopia thì còn là cái gì? Ngay kia chúng ta thấy đó chính là một cái dystopia, tức là chúng ta không ngừng bị nhồi sọ theo một cách khác thôi. Khi chúng ta đọc là một quy tắc tư thế nào, chúng ta thấy cái xã hội đó bị nhồi sọ ghê ha, một số từ không được nói tới. Bây giờ có khác gì đâu, chúng ta thấy là ở trên mạng có một số từ bây giờ là muốn gõ ra là chúng ta phải chấm chấm chấm, chẳng hạn như là chết là phải chết ch chấm, nếu không là cái từ đó bị lọc. Vậy thì có khác gì là cái bộ máy kiểm duyệt trong là một quy tắc tư đâu các bạn? Có khác gì đâu. Chúng ta đang sống trong xã hội y chang như vậy, và chúng ta chẳng phải là chúng ta là con bò sữa để cho họ vắt suốt ngày thấy sao, chỉ trừ một số ít người bằng cách này hay cách khác, có thể do bản thân giỏi nhưng mà có lẽ là bên cạnh đó cũng phải có may mắn nữa thì mới bứt ra khỏi đám đông để trở thành là đại gia này triệu phú kia. Còn thì hầu hết chúng ta đều là những người làm công ăn lương, và chúng ta là công ăn lương, chúng ta làm ra được bao nhiêu tiền là chúng nó đều moi từ túi chúng ta ra hết bằng cách bắt chúng ta không ngừng mua. Khi mà chúng họ tung ra một cái sản phẩm mới, hàng ngàn người xếp hàng từ 3-4 giờ sáng để mà mua cho được cái sản phẩm mới. Họ lại còn làm chúng ta không biết chuyện đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng đấy là chính chúng ta muốn có cái sản phẩm, nhưng chúng ta nghĩ cho kỹ là cái nhu cầu đó là do họ khiến chúng ta không ngừng cảm thấy rằng là ừ, con 13, con 14 không đủ ngon, không đủ xịn, không đủ quách, phải con 20 này mới quách nè. Bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng bỏ ra. Đấy là họ đang phát sự chúng ta đấy các bạn. Và đây chính là dystopia. Thì nếu bạn đang nói dystopia thì chúng ta nói về dystopia một cách coi như là sát sườn nhất, thực tế nhất. Xã hội chúng ta đang chính là xã hội dystopia. Tôi nghĩ rằng là nếu hiểu theo hướng đó thì là một số những cái tác phẩm science fiction mà có thể nhắc tới là đơn giản họ chỉ đẩy xa hơn những cái tưởng tượng kiểu như vậy. Ví dụ như là tác phẩm mà Người Máy Có Mơ Về Cựu Điện Không, tác phẩm rất nổi tiếng của Ridley Scott. Cái cuốn đó đã được dựng thành bộ phim Blade Runner. Blade Runner cũng là bộ đầu, và Blade Runner là bộ mới, sequel cái bộ đó. Bộ đó là một trong những ví dụ điển hình cái hướng tư duy
theo hướng tưởng tượng tương lai của nhân loại chúng ta theo hướng là dystopian. Cụ thể hơn là với cái đà nền văn minh nhân loại của chúng ta đang tàn phá thế giới này thì sẽ đến lúc nào đấy trái đất này không còn sống được nữa, trái đất này nó bị là biến chất, nó bị là thoái hóa, không khí ô nhiễm, cái gì cũng ô nhiễm, và khi đó thì là những kẻ nghèo nhất không có cách nào để mà đi khỏi trái đất này thì mới còn ở lại mà thôi, chẳng khác nào là bị đày tại chính quê hương mình. Còn mà những người có tiền thì là đã trốn sang những cái chỗ khác rồi, trốn lên là những cái thuộc địa của loài người ở những nơi khác, lên mặt trăng, lên sao hỏa, lên gì gì đó, chuyện trong tương lai mà. Đấy thì là một trong những hướng dystopia. Tôi phải nói với các bạn là riêng trong lần này thì tôi khá là bi quan, bởi vì tôi thấy rằng là cứ cái đà mà thế giới đang tiến như thế này, cái tương lai mà lạc quan, mặc dù chúng ta ai lại không muốn tương lai tốt đẹp hơn, nhưng mà tôi e rằng là cái hướng lạc quan nó không xảy ra đâu, hướng bi quan thì có. Nhìn thực tế các bạn thấy, cứ cách vài năm thì là các nguyên thủ quốc gia, tất cả các nước họp nhau lại những cái hội nghị môi trường. Và bức tranh lặp đi lặp lại của hội nghị môi trường là gì? Cãi nhau. Một lô những nước hàng giàu thì là bảo mà các nước đang phát triển như là Trung Quốc, Nga, Brazil, bảo tụi mày phát thải nhiều quá, tụi mày phải giảm phát thải xuống. Còn những nước bán phát triển là chi vô mặt đám giàu, tụi mày ý tụi mình giàu, tụi mày ép tụi tao, tụi mày phát triển trước và tụi mày bây giờ vẫn đang có phần phát thải và tụi mày giàu hơn, tụi mày phải giảm thải trước. Tức là thay vì cùng đồng lòng, mỗi người, mỗi nước nhín đi một tí, chịu nhịn một tí, chịu giảm đi một phần cái quyền lợi riêng của đất nước mình vì sự nghiệp chung thì đã khác. Nhưng không, khi các nước ngồi lại với nhau như vậy, nước nào cũng vì lợi ích của riêng mình trước, không ai nghĩ tới lợi ích chung cả, mặc dù là nói mồm thì hay lắm, mà đấy là đại diện của các nước đấy nhá, đại diện của các quốc gia, những người có quyền lực nhất. Nếu những người có quyền lực nhất đã như vậy rồi thì chúng ta đâu có hy vọng gì ở là những người khác, bởi vì những người cấp thấp của bé họng như chúng ta làm được ít lắm. Dĩ nhiên là ở nước ngoài có những phong trào ví dụ là hòa bình xanh ví dụ vậy, nhưng mà những cái phong trào đó nếu chúng ta tìm hiểu thì thấy họ cũng có rất nhiều vấn đề, cũng có rất nhiều cái mặt trái của họ. Và hơn nữa, những cái tổ chức như vậy xét cho cùng cũng chỉ là một cái như muối bảo vệ, họ rất ít tác động đến thế giới, bởi vì đương nhiên là họ không có đủ quyền lực. Vấn đề là quyền lực của hành tinh này đang nằm trong tay những kẻ chỉ muốn phá, thì thế giới này đang nằm trong cái tình thế như vậy. Mặc dù bản thân tôi rất muốn lạc quan về tương lai nhân loại, nhưng mà thấy ít cơ sở để lạc quan, cho nên là tôi rất đồng cảm với các nhà văn dystopia. Và bản thân tôi, tác phẩm của tôi viết ra cũng mang đậm màu sắc dystopia. Cháu thì còn bi quan hơn chú là như cháu nói, quan điểm một là con người sinh ra thì không phải là xấu mà cũng không phải là tốt. Cháu nghĩ là bị thao túng. Đây là cái quan điểm thứ hai nhé. Cháu không tin là đấy cả một cái viễn cảnh tồi tệ như thế mà con người không có chút nhận thức nào để làm nó tốt lên. Đúng rồi. Mình là rất đen đúng không? Mình là con người thì mình bị thao túng bởi những cái thứ tầm thường, những vật chất tầm thường như là iPhone hay là còn những cái ông to hơn thì sao? Ông bị thao túng bởi cái gì? Chắc là cả cái trái đất này, chắc là cả một cái hành tinh trong một vũ trụ mà cái giải ngân hà rộng lớn. Và đấy cháu có một câu hỏi dành cho chú là chú có nghĩ là cái thế giới này, cái trái đất này nó sẽ hình thành đến trạng thái là cyberpunk, cái hình thức đệ nhất trong cái thể loại science fiction, thế giới và công nghệ, những nhà tài phiệt, chính con người nhé, là những tập đoàn xấu xa và tàn ác. Công nghệ ở đây nó không phải là giúp người tốt lên mà nó điều khiển kiểm soát con người, nói chung là một thứ rất là tồi tệ, rất là đen tối. Đúng rồi. Thật ra là phim kia, cái phim mà chú nói là Blade Runner ấy, là nó còn đỡ ấy. Còn nhiều bộ phim mà cháu không biết tên, mà kể cả là trong những cái MV ca nhạc nó nói về một chuyện tình yêu là buồn dĩ rất là đẹp, mà cháu không tin được là họ để cái bối cảnh là cyberpunk, tìm hiểu ra mới biết là hóa ra là yêu nhau trong một cái thế giới tệ như vậy. Đấy, nó ẩn ý một cái kinh khủng như vậy. Thì theo chú là cái thế giới này nó có đến cái hình thái đấy không? Và làm thế nào để mình không dám nói là tất cả mọi người, mà chính chúng ta thôi, mỗi người tránh được những cái đấy, tránh để mình gọi là gặp cái hậu quả đấy. Câu hỏi của Nam rất là hay. Nó cũng chính là cái điều mà bản thân mình luôn luôn là suy nghĩ, nghiền ngẫm. Nếu nói về một cái tương lai cyberpunk, không biết có xem cái phim mà Snowpiercer. Tao xem rồi. Nhân vật chính là anh chàng người Hàn Quốc. Phim là của đạo diễn Hàn Quốc mà. Tưởng tượng ra là thế giới khi đó là không còn sống được nữa, hành tinh, cả hành tinh trái đất ấy, ở đâu cũng toàn là băng tuyết. Chỉ duy có một nhóm người, vài trăm người gì đó còn tồn tại và sống trong một con tàu di duy không ngừng. Đầu của cái đoàn tàu đó là những cái dầu. Đấy chính là một trong những cái cách nhìn theo hướng dystopia mà chúng ta đang nói tới. Với cái nhìn bi quan như của mình và của Nam ấy, thì mình có thể hình dung rằng tương lai nhân loại chắc ít nhiều đều theo kiểu như vậy cả. Dĩ nhiên là nó cụ thể ra sao thì mình không biết,
nhưng nó sẽ là như vậy. Nhưng mà cái điều này mình cũng nói là hồi nãy là Nam cũng nói một cái ý rất là hay, đấy là mặc dù mỗi chúng ta chỉ là một cá thể bình thường thôi, nhưng làm sao chúng ta làm cho nó tốt hơn lên một chút. Thì mình nghĩ đến chuyện này, công nghệ đang khiến cho chúng ta càng ngày càng xa nhau về mặt vật lý. Đó là điều chúng ta cần phải nhìn nhận. Chẳng hạn như là nhìn thấy nhau như thế này qua màn hình là cũng tốt rồi. Tuy nhiên dù sao thì chúng ta vẫn đang ở xa nhau. Khi ở xa nhau thế này chúng ta chỉ thấy nhau qua màn hình. Có một số cái không thể thay thế được. Ví dụ ngồi gần nhau, thấy mặt nhau, những cái biểu cảm trên gương mặt, độ căng của cái gò má, hoặc là cái ánh nhìn khi mình nói cái điều gì đó làm cho đối phương hào hứng, mắt họ ngời sáng lên khi họ mỉm cười, toàn bộ các cơ của họ kéo lên như vậy. Thì khi mà em ngồi đối diện với đối phương trong cùng một căn phòng, cảm nhận về cái điều đó nó sâu sắc lắm. Tất cả cái đó không có phương tiện nào thay thế được, kể cả là chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, nhìn thấy nhau thế này, không thay thế được. Khi đã lâu chúng ta không gặp một người bạn thì thay vì là nhớ quá, tối nay tụi mình online nói chuyện, thì như vậy cũng đã tốt rồi, nhưng mà tốt hơn nữa là cố gắng thu xếp một dịp để mà gặp nhau, mặc dù ở xa, nó quý hơn rất nhiều. Nó cũng giống như là cái chuyện mà một số người hay nói, đã lâu rồi chúng ta không hề nhận được một cái thư tay nào, đúng không? Một cái bức bưu thiếp viết bằng tay mấy chữ là đã là cái câu chuyện của quá khứ. Nhưng mà chính vì nó là câu chuyện của quá khứ, cho nên bây giờ đột nhiên chúng ta được một cái như vậy là cái ý nghĩa của nó lớn hơn ngày xưa nhiều lắm. Bây giờ chúng ta quá nể vào công nghệ, chúng ta luôn luôn nói chuyện với nhau bằng phương tiện công nghệ, rất hiếm khi nghĩ đến chuyện viết thư tay. Cho nên là thời bây giờ là chắc Nam để ý sẽ thấy chúng ta không mấy khi nhìn thấy chữ viết của bản thân mình đâu nào. Nào thử nghĩ lại mà xem, bản thân của mình hoặc thì kể cả là bạn gái của mình, nhiều khi mình nghĩ lại, ôi chết cha, mình chưa hề nhìn thấy cái chữ viết của nó ra làm sao hết. Mình đang nói với Nam đây, mình nhớ lại những người bạn thân của chính mình cũng nhận ra điều đó. Đã lâu lắm rồi mình không hề nhìn thấy cái chữ viết của cái người đó. Tức là hóa ra là chúng ta đang cách xa với là cái thế giới thực, càng ngày càng cách xa ra. Chúng ta rất hiếm khi nhìn thấy nhau một cách trực tiếp, rất hiếm khi nhìn thấy chữ viết của nhau. Ví dụ vậy, mà chúng ta vẫn cứ đinh ninh rằng các phương tiện từ xa là thay thế được. Nhưng rồi một lúc nào đây chúng ta sẽ nhận ra là không phải vậy, nó không thay thế được. Nếu không như vậy thì là tại làm sao chúng ta lại ở xa cha mẹ chẳng hạn, chúng ta một lúc ở đó chúng ta cảm thấy là cồn cào muốn trở về gặp cha mẹ để ôm cha ôm mẹ, hôn nhau một cái. Qua màn hình chúng ta đâu có làm được chuyện đó được, trừ phi là trong một bối cảnh là sci-fi, có một cái thiết bị nào đấy tạo ra một cái không gian ảo, đúng không? Một cái phần hình chiếu của là cha mẹ mình mà mình có thể chạm vô được. Nhưng mà kể cả như vậy thì nó cũng đâu có thay được bản gốc khả năng. Đây chính là một trong những là đề tài của là sci-fi đấy. Chú nói đến cái phần thư tay thì cháu thấy là một chủ đề rất là hay, và cháu liên kết đến cái thứ gọi là ngôn ngữ. Có một cái ý nữa nảy ra ở trong đầu cháu là tại sao trên thế giới này nó không phát minh ra một cái thứ ngôn ngữ mà có thể dùng chung cho 200 quốc gia, mặc dù là người ta cứ nói là tiếng Anh là ngôn ngữ chung, nhưng mà cháu chắc chắn là không, 200 quốc gia thì không phải nơi nào cũng biết tiếng Anh và nói được tiếng Anh. Và bản thân cái từ tiếng Anh thì nó đã mang cái ý nghĩa là độc quyền của cái nước đấy rồi, nó không đại diện cho hơn 200 quốc gia đấy. Đấy là một cái ý nhỏ cháu vừa nghĩ đến thôi. Cái rộng hơn cháu muốn nói là về cái ngôn ngữ, ngoài cái phần viết và phần nói ra thì nó liên quan đến nghệ thuật. Chắc là sẽ phải trích lại một chút tác phẩm là Chúng Tôi, tại vì đây là một cái tác phẩm mà nó khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều những cái tác phẩm vĩ đại vì sao mà liên quan đến thể loại này, science fiction, trong một cảnh dystopia một cách siêu đen tối. Do cái quyển Chúng Tôi nó chỉ trích cái xã hội Liên Xô, ở đây thì mình không bàn về lịch sử nhưng mà mình biết là chắc là nó phản ánh đúng sự thật thì nó mới bị cấm phát hành. Tức là cái vai trò của ngôn ngữ và cái bức tranh về sự kiểm duyệt văn học nghệ thuật ấy, thì nó như nào? Chú có nhận thấy không là trong đời sống hàng ngày ấy, cách mà chúng ta viết ấy, cho cảm giác như là có một số cái từ ngoài việc mà nó bị cấm rồi nhá, thì có một số từ mà mình quên đi, mình không biết dùng nó như nào nữa. Và những từ đấy thì nó rất là hay và nó chỉ ra được đúng vấn đề, thì phải chăng là mình đang bị bỏ quên cái phần giá trị của ngôn ngữ, thứ mà giúp chúng ta tạo ra tiếng nói, nhất là trong xã hội dystopia như hiện nay? Mình có thể là nói ngay cái điều mình đang nghĩ, đấy là ngôn ngữ chính là vũ khí. Đấy là vũ khí của là kẻ mạnh, kẻ cầm quyền, kẻ đàn áp, thì đó là vũ khí nguy hiểm. Còn nếu đó là vũ khí của những người mà thấp cổ bé họng như chúng ta, những người mà muốn phản kháng lại để mà khẳng định cái tự do của mình, giành lại cái tự do và là phẩm giá con người của mình, thì nó là cái vũ khí không thể thiếu, một cái vũ khí lợi hại của chúng ta. Ngôn ngữ của chúng ta càng phong phú thì cái vũ khí của chúng ta càng mạnh để có thể biểu đạt được cái điều mình muốn nói chính xác nhất, xúc tích nhất, sâu sắc nhất.
hùng hồn nhất, thì chúng ta phải có ngôn ngữ và có cái vốn từ phong phú, và chúng ta phải nắm chắc những cái quy tắc của là ngôn ngữ. Hồi nãy là Nam có nói đến chuyện là một số những cái từ chúng ta bắt gặp, chúng ta nhận ra nó hay như thế nào, nhưng mà chúng ta không biết và chúng ta đã quên. Nhận ra điều đó là tốt. Một khi chúng ta đã nhận ra như vậy thì chúng ta có thể là trau dồi mà nè. Vâng. Chúng ta cố gắng là đọc sách. Mà đọc ở đây thì cần nhấn mạnh là đọc những cái nguồn mà trước nay chúng ta không đọc. Bởi vì sao? Bởi vì là trước đây thì chúng ta vốn đã đọc rồi, nhưng mà chúng ta trong những cái chúng ta vẫn hay đọc không có những cái từ đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là để đọc được những cái từ như vậy thì mình phải mở rộng cái diện đọc của mình ra. Mình phải tìm đọc những thứ khác trước giờ mình không đọc, thì mới mong gặp được những cái từ đấy, những cái cách diễn đạt đấy. Thì là đây là cái việc mình nói điều vậy, bởi vì là cái đó là cái việc mà bản thân mình làm từ xưa đến nay. Ở trên cái khía cạnh của người dịch sách như chú ấy, thì chú thấy là nó có phải là cái khó khăn của chú khi mà cái sự kiểm duyệt về mặt ngôn ngữ, nội dung thì tôi không nói rồi, ngôn ngữ nó đang dần dần len lỏi vào không? Ví dụ như là có những cái từ cấm, hoặc là có những cái từ mà có bao giờ chú cảm thấy là mình dịch ra rồi nhưng mà lại bị kiểm duyệt là không được dịch như thế này mà phải dịch như thế khác, nó không được đúng ý nghĩa thực sự của tác phẩm nguyên gốc không? Cái đó có, nhưng mà mình nói thật rằng là nó không phải là một phần quan trọng lắm đâu nè. Nó không phải một phần quan trọng lắm đâu. Bởi vì là cái chuyện mà kiểm duyệt sách tại Việt Nam là cả một câu chuyện dài. Nhưng mà trên thực tế, những cái bị cấm, những cái bị lược bỏ, nhiều khi không phải chỉ là một vài từ. Nhà kiểm duyệt, cơ quan kiểm duyệt, cụ thể hơn là cục xuất bản hoặc là một vài vị quan chức nào đấy, họ đã đòi cắt là cắt nhiều khi là cả câu hoặc là cả đoạn luôn, hoặc là cả chương luôn. Đấy, những trường hợp ví dụ điển hình là cuốn về là Trần Lệ Xuân, câu chuyện Ba Rồng ấy, đấy những cái cuốn như vậy, hoặc là những cái cuốn về là Điệp Viên Phạm Xuân Lợi, những cái cuốn như vậy là những cuốn điển hình đã bị cắt rất là nhiều, không phải như một vài từ mà là cả câu cả đoạn hoặc là cả chương luôn. Nếu mà đã bị quy kết là có vấn đề về chính trị hoặc là về tư tưởng gì đó thì không phải như một vài từ mà là cả một câu, cả một chương hoặc là cả cuốn sách luôn, thì đó mới là cái vấn đề mà người viết tại Việt Nam và những nước tương tự như Việt Nam phải đối diện. Và trong nhiều trường hợp thì là người viết tự kiểm duyệt trước, mà cái đó thì là giữa những người viết văn với nhau thì cũng biết là cái đó rất là không nên, nhưng mà nhiều khi mình không tránh được. Đó là mình tự kiểm duyệt trước, tức là khi mình viết là mình đã hình dung trước trong đầu là cái câu này, cái từ này chắc là không qua được kiểm duyệt đâu, thì thôi mình bỏ, mình dùng cách nói khác. Bằng cách đó thì sách có thể dễ in hơn. Nhưng mà ở đây thì đúng là có một cái mặt trái mà giống như hồi nãy là Nam có nhắc tới, tức là làm như vậy thì là sách có thể ra được nhưng mà mình không nói được hết những cái mình muốn nói. Chính xác. Cho nên chúng ta đang nói chuyện là cái ngôn ngữ là cái vũ khí của chúng ta. Rất nhiều khi xảy ra những cái cuộc là xung đột giữa là những cái quan điểm khác nhau về ngôn ngữ, và trong những cái cuộc xung đột như vậy thì là phần thắng thường thuộc về người có quyền. Đó là thực tế. Mà thực ra nếu nói vậy thì là cả thế giới này cũng là vậy thôi nè. Mặc dù là người ta thường xuyên nhắc lại những cái mà lý thuyết đẹp đẽ về lòng nhân ái, về sự công bằng các thứ, nhưng mà cái đấy đều là lý thuyết cả. Nếu chúng ta nhìn vô thế giới hiện đại, chúng ta sẽ thấy là thực chất sâu nhất luôn luôn là kẻ thắng có tất cả. Câu đó là đúng chứ không sai trong mọi trường hợp. Mà kể cả trong chuyện tương lai của thế giới này cũng là vậy. Tương lai thế giới này sẽ nằm trong tay những người winner, các winner trên khắp thế giới, các tập đoàn đa quốc gia, các là đại tỷ phú, các chính trị gia nước lớn. Họ chính là những người quyết định tương lai thế giới này, dù tốt hay dù xấu. Những người như chúng ta, những người nhỏ bé chúng ta không có là ảnh hưởng gì nhiều đến chuyện đó. Đó là thực tế. Nói ra vậy để mà không phải là bi quan, mà chúng ta nhìn vào thực tế để mà có cái ứng xử phù hợp. Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya!
không biết là chú có từng nói đùa với ai về một cái câu nói này chưa, hoặc là chú có nghe thấy cái câu nói đùa này chưa, tức là người ta nói là bây giờ chọn vợ ấy, hoặc là chọn chồng, chọn người yêu và chọn từ lúc mới đẻ không khác gì cái quyển Thế Giới Mới Tươi Đẹp à. Cái quyển đấy thì nó đẩy xa hơn, tức là mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một cái sứ mệnh riêng, là ông này là nông dân, ông này là bác sĩ, ông là kỹ sư cấp cao. Thì với cái câu đùa mà ở trong một cái xã hội nhỏ bé như vậy, cháu thấy nó cũng không phải là đùa lắm ấy. Cháu thấy nó hơi nguy hiểm. Nó cũng gắn liền với cái việc con người sinh ra trước khi mà để nó bị vấy bẩn với những cái thứ tệ hại xung quanh cuộc sống, thì gắn kết với người đó luôn. Thì nếu như mà trong một cái xã hội mà chú đã tin rằng rất nhiều phần là nó sẽ tiến đến kết cục cyberpunk, tức là công nghệ thì lên ngôi mà đạo đức thì xuống cấp, với những người xung quanh chú, con cái chú hoặc là với cháu của chú đi, thì chú giáo dục họ như thế nào về mặt đạo đức để họ trở thành một con người đúng nghĩa nguyên bản là con người? Thì mình sẽ nói nó là con hãy nhận thức được cái điều đấy để mà có quyết định phù hợp. Cụ thể thế nào thì là mình chưa thể nghĩ ra ngay bây giờ. Cái việc đó là cả một cái quá trình dài, mình phải là kiên trì. Bây giờ có khá nhiều người cũng đã nhận ra chuyện đó rồi. Những cái phong trào ví dụ như là sống tốn giản hoặc là bỏ phố về quê chính là theo cái hướng đó đấy. Người ta đang dần dần nhận ra sống ở trên đời không phải là để suốt ngày chạy theo vật chất, mà điều quan trọng là hạnh phúc từ bên trong. Thì là đấy là nằm trong cái hướng như mình nói, tức là phải thoát khỏi cái dòng chủ lưu của là xã hội hiện đại. Xã hội hiện đại nó đang tiến đến chỗ nào? Nó đang tiến đến chỗ rằng là mày phải càng giàu càng tốt, mày phải càng nhiều vật chất càng tốt. Nhưng có vài người đi ngược lại cái hướng đó. Và hồi nãy Nam có nói về chuyện là cái câu là chọn vợ chọn chồng là chọn từ khi mới đẻ. Xét cho cùng cái câu đó đúng chứ không sai. Căng. Và mình nhớ đến trường hợp cái bạn mà Hoa hậu Y Nhi gần đây mà đang gây là bão mạng. Theo như mình nhận định, bạn Y Nhi nó bạn nói đúng chứ không sai. Người ta ném đá bạn bởi vì bạn nói đúng. Khi bạn ấy nói về cậu bạn trai là mong bạn là phải phát triển sớm nhanh lên. Là vì sao? Bởi vì là cậu bạn trai của cô Y Nhi, bạn ấy hiểu ơn. Tiêu ơn ai hết. Ý của bạn Y Nhi muốn nói, cho bạn Y Nhi bây giờ không còn như xưa nữa. Một kỳ Y Nhi không còn là một cô gái bình thường nào mà là hoa hậu. Thì là đương nhiên cô đã ở vào một cái đẳng cấp khác rồi. Từ nay trở đi là xung quanh Y Nhi là hàng bao nhiêu đàn ông khác thành đạt, các đại gia các thứ. Cái điều mình cảm thấy thú vị là cộng đồng ném đá cổ vì cổ nói đúng. Tức là sao? Cộng đồng quen nghe lời nói dối rồi. Cộng đồng muốn nghe Y Nhi nói gì? Cộng đồng muốn nghe Y Nhi nói rằng là ừ, nay em đã là hoa hậu nhưng em vẫn sẽ thủy chung với anh bạn, mặc dù ảnh có thể chỉ là một nhân viên phong bằng bình thường, nhưng mà với em tình yêu là trên hết. Xã hội đang đợi nghe Y Nhi nói cái câu đấy. Nhưng mà câu đấy là cái câu là trong truyện cổ tích, đúng không? Cái này mình nói hoàn toàn không có cái thiên kiến nào cả, mình chỉ nói thực tế thôi. Trong câu chuyện này, từ điểm nhìn của mình, cái nhân vật mà đáng buồn cười hơn ấy, không phải là Y Nhi mà là cộng đồng. Cộng đồng ném nó cổ vì cậu nói đúng. Tại sao lại vậy? Nó có ba ý này. Thứ nhất là chú nói đúng, cái ý đấy thì một bộ phận nhỏ biết. Cái thứ hai là cái cộng đồng mạng nó vẫn là toxic như thế. Cái thứ ba nữa là họ ném đá ấy, là vì là cái cách phát ngôn thôi, cách họ nói thôi, mà cháu nghĩ là cách đấy là truyền thông làm thôi, chứ cháu nghĩ là bạn ấy đủ cái nhận thức để bạn hiểu được là nói ra như thế là không ổn. Nhất là cái câu mà trong thời gian mà các bạn uống trà sữa thì tôi nói cái đấy là một câu mà cháu nghĩ là nó đã được biến tướng đi rồi. Mặc dù là ý nghĩa mục đích thì đúng như chú nói đấy, nó đúng mà. Mà đấy là câu chuyện của truyền thông. Giống như lúc chú bảo cháu ấy là bây giờ là các bạn trẻ thì nên là rảnh lúc nào có thể offline được thì offline. Nhưng mà nói thật, ở riêng cái vị trí của cháu là cái người mà làm marketing, làm truyền thông ấy, cái việc đấy là rất khó luôn ấy. Tức là có rất nhiều lúc mà cháu muốn xóa hết tất cả cái app liên quan đến social media đi, nhưng mà xóa bắt là thôi mình thành người tối cổ luôn. Tức là mình luôn luôn mình phải cập nhật. Mình đúng là được một cái từ này nó hơi kinh, mình phải tự nhồi sọ mình ấy chú ạ. Những cái thông tin tiêu cực mà bọn cháu cũng phải tiếp nhận vào đầu ấy, chứ không phải là tích cực. Mình tiếp nhận chỉ để một cái đơn giản là phục vụ cho công việc xong hết, nhưng mà đã vào rồi thì không ra được. Cho nên là cháu thấy là cái phương án đấy, trừ khi là tất cả công nghệ trên thế giới biến mất và theo như nhiều giả thuyết khác là trái đất reset lại mới tinh, trở về thời kỳ đồ đá, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, và hy vọng là không còn một cuộc cách mạng nào nữa xảy ra. Chắc Nam có không biết Nam có nghe câu này chưa, là tôi không biết liệu thế chiến thứ ba có xảy ra hay không, nhưng nếu như có thì thế chiến thứ tư người xa sẽ ném đá, sẽ giết nhau bằng đá. Câu này thâm đấy, thâm. Câu đấy, câu là câu rất hay. Cái cốt tương tự thế cháu nghe rồi, cái cốt đấy thì cháu chưa nghe. Thứ ba thôi là xong hết luôn. Xong rồi đấy, mà hy vọng xong luôn thì sao nó đỡ phải ném nắp bằng đá. Xong luôn thì cũng được, thì cũng chả còn ai để mà đánh nhau bằng đá nữa. Giả sử như
ngày mai là ngày cuối mà chú còn được sống thì chú sẽ muốn để lại điều gì? À, mình đang nghĩ đến chuyện là để lại cái gì ta, bởi vì là đâu còn ai để mà nhìn thấy cái đó được. Nên là mình nghĩ là mình sẽ không quan trọng để lại cái gì, nhưng mà nếu có một ngày để sống thật, mình có nuôi bầy mèo, mình sẽ cho tụi nó ăn bữa cuối cùng thật ngon. Bản thân mình cũng tự thưởng mình một bữa ăn thật ngon trong phạm vi có thể. Sau đó thì mình sẽ là, nếu có một ngày thì có lẽ hơi khó, bởi vì là mình sẽ không có thể đi đâu xa được. Chú để lại cơ? À không, cái đấy là hoàn toàn là thực tế mà. Bởi vì mình nói nè, nếu nó để lại cái gì thì là đã cả cuộc đời mình đã luôn luôn làm việc rồi. Thì cái gì mình đã làm rồi cho nên đã có nó rồi. Mình còn có một ngày thì là không có thay đổi gì nhiều. Những cái mình đã làm hoặc là đang làm dự dàng thì nó đã có nó rồi. Thì thôi, thì là cái gì đã có nó rồi thì là nó có đó, nó có đó thôi. Còn mình chỉ còn có một ngày thì là mình phải nghĩ đến những cái việc thiết thực trước mắt. Chẳng hạn như mình không nghĩ được, mình sẽ viết một cái thư cuối cùng gửi lại cho thế gian. Đối mình cái đó còn cần thiết. Nếu có một ngày như mình vừa nói là mình dành cho những cái việc thiết thực nhất, dành cho cái cảm giác bình an, cảm giác là dễ chịu, thoải mái, hạnh phúc nhất cho mình và cho một số những sinh vật ở gần mình. Ví dụ như mình có bầy mèo, mình có nuôi con chó chẳng hạn, là mình cho tụi nó được ăn ngon bữa cuối cùng. Sau đó thì đã, nếu mình có thể thì mình sẽ đến một nơi mình thích, mình lên một cái cánh rừng hoặc ra mình ra cái bãi biển. Chú cho ăn xong chú để cho nuôi hộ cũng được. Ok ok. Nó lại bơ vơ đấy thì thành mình đang nói đúng, tức là mình sẽ phải là mình phải nhắn ai đó là nuôi hộ mình theo lũ đó. Đúng rồi, đúng rồi, cái đó quan trọng. Còn về phần mình á, thì là nếu như mình không thể là lên núi hoặc là ra biển bởi vì không đủ thì giờ thì thôi, mình có thể mình nghe bản nhạc đâu đấy, mình đọc cuốn sách đâu đấy, mình xem bộ phim đâu đấy lần cuối. Những cái mà mình muốn xem đấy. Cái này hay nè, nếu như mình chỉ còn rất ít thì giờ thì mình tự khắc mình sẽ nhận ra rằng là mình còn muốn nghe cái gì, mình còn muốn xem cái gì. Thì cái bản nào mà mình muốn nghe ngay cái đó trong cái ngày cuối cùng đời mình là cái bản đó là cái bản thật sự quan trọng nhất của mình. Một bộ phim của mình, khi lựa chọn của mình rất ít thì mỗi lựa chọn đều có giá trị. Và dĩ nhiên nếu như con có một ngày thì mình có thể sẽ nghĩ đến chuyện mình muốn nói chuyện với ai đó lần cuối cùng. Thì là mình nghĩ là cái câu hỏi của Nam cũng rất là hay ở chỗ là nếu suy rộng ra thì cái tương lai của nhân loại cũng như vậy. Chúng ta thấy trước là tương lai của nhân loại có lẽ là sẽ là càng ngày càng xấu hơn. Để theo hướng dystopia nhiều hơn. Hoặc nói cách khác là cái tương lai của nhân loại, cái thời gian còn lại của loài người nó không có nhiều đâu. Nó không nhiều như vậy thì đã, chúng ta còn làm được cái gì cho thế giới này thì chúng ta làm. Thậm chí từng cái việc nhỏ nhặt, người ta vẫn hay nói giữ gìn sự trong sạch của trái đất, sự cân bằng của trái đất chừng nào còn có thể. Ví dụ như là một khi mình đã luôn luôn tâm niệm với chuyện đó thì á, mình đi chơi, đi phượt chẳng hạn, là mình sẽ không làm như rất nhiều người khác. Đúng rồi. Mình uống mấy chai nhựa xong rồi mình vô tư mình vứt đó, mình sẽ làm khác. Tất cả những cái chai nhựa, những cái đồ rác thải nhựa mình cho vô vào cái bình, mình xách về, mình xử lý ở nơi thích hợp. Những cái việc nhỏ như vậy là những việc mà chúng ta có thể làm, kể cả dù chúng ta biết rằng tương lai của thế giới này không tốt đẹp gì mấy, nhưng ít nhất là trong cái phạm vi một cái khoảnh khắc nhỏ chúng ta đang sống, chúng ta có thể làm được này thì chúng ta vẫn nên làm. Đối với một con kiến thì một ngày có thể là nó rất là dài, với con người thì một năm hoặc là chục năm, trăm triệu năm, tỷ tỷ năm thì nó siêu dài. Nhưng mà đối với trái đất thì trăm triệu năm nhá, tỷ tỷ năm, một hai tỷ năm thì nó quá ngắn luôn. Đúng. Trái đất ấy, chú có nói một ý là thời gian không có nhiều đâu. Nhưng mà chúng ta có hiểu cái một hai tỷ năm của trái đất thì chắc là nó bằng một hai năm của con người. Tức là rồi. Chúng ta tưởng là mình còn rất là nhiều thời gian, nhưng thời gian là thời gian nó không còn nhiều như mình tưởng tượng. Có một cái điều hay ho là chúng ta lại không được nói về cái điều đó, về cái thời gian, về cái tuổi thọ, những cái thứ lớn hơn mình, mà lại chúng ta chỉ được nói về bản thân mình hoặc là những thứ nhỏ hơn mình như là con kiến. Vậy thì đến cái phần cuối cùng của cái podcast này, lễ ơn cho chú nhé, thì chú có lời nào muốn nhắn nhủ tới các bạn thính giả đang lắng nghe không? Cảm ơn Nam. Mình chỉ muốn là nhắn các bạn là nếu như các bạn đã lắng nghe từ đầu đến cuối, Nam với mình đã nói cái gì, thì mình hy vọng là cái gì các bạn nghe được nó đều ngấm vào trong tâm trí các bạn và các bạn suy nghĩ về nó. Mọi người lắng nghe một cách rất là chăm chú thì mình đã hạnh phúc rồi, nhưng mà mình sẽ còn hạnh phúc hơn nếu như sau đó mọi người suy nghĩ về những cái họ đã nghe được. Chẳng hạn như nãy giờ mình nói về chuyện là chúng ta cần phải thực sự tự do về mặt tâm trí,
chúng ta cần phải thoát ra khỏi là cái là vòng xoáy không ngừng mua. Và như hồi nãy tôi có nói về chuyện là những việc nhỏ, chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái việc này nhỏ quá đâu có ảnh hưởng gì đến cái lớn đâu mà chúng ta không làm. Mặc dù chúng ta biết là tương lai của nhân loại thì chắc là đen tối đấy, nhưng mà ít nhất là bây giờ chúng ta có thể xách cái mớ chai nhựa này về chứ không có vứt ở đó, chúng ta hãy làm. Thì tôi hy vọng là các bạn mà đã nghe cái podcast này và nghe những cái điều mà chúng tôi nói kiểu như vậy, nó thấm vào các bạn và các bạn biến thành hành động. Chào cảm ơn chú vì đã đưa ra một cái lời chốt khá là sâu sắc. Cháu rất là thích về suy nghĩ mà chú nói. Ừ. Tức là việc mà nghe mà nghĩ được thì đã tốt lắm rồi. Nhưng mà nghe mà không nghĩ thì cháu thấy là bây giờ cháu đọc được ở đâu đó có một cái cách người ta đang làm âm thầm ấy, để cho con người ta bớt nghĩ đi. Tức là bớt suy nghĩ nhiều bằng những cái phương tiện giải trí, chơi nhiều vào, mua nhiều vào. Đấy, thì mày bớt nghĩ đi, mày đừng nghĩ nhiều nữa. Đúng rồi. Đấy là cái rào cản ngăn giữa việc mà chúng ta nhận thức. Nhưng mà chúng ta có làm không thì phải nghĩ đã, nhưng mà nó bị chậm mất rồi. Thì làm có khi lại làm còn làm sai. Suy nghĩ lại còn suy nghĩ vớ va vẩn linh tinh thì có khi còn sai nữa. Thế thì cũng hy vọng là các bạn nghĩ tích cực nhé, mà nghĩ đúng, nghĩ sâu, nghĩ nhiều chứ chắc là hay, nghĩ nhiều thành bi quan mà các bạn lại nghe một cái hướng. Nếu như các bạn đã nghe podcast này thì cũng hy vọng là các bạn sẽ tìm hiểu thêm những nguồn khác nữa, đọc thêm những cái sách, những cái tác phẩm, những cái bộ phim mình và chú đang có nhắc đấy nữa để có nhiều nguồn tổng hợp. Chứ đừng chỉ nghe mỗi cái podcast này, nó hơi thật sự là nó hơi một chiều. Đúng rồi. Cần nhiều chiều. Cháu cảm ơn chú Đăng vì đã dành thời gian để tham gia của tập podcast mà đối với cháu thì nó khá là ý nghĩa, và tại vì là như cháu nói ban đầu ấy, trước đấy rồi nữa. Ừ. Ở Việt Nam thì rất ít người tìm hiểu về cái bộ môn này mà cháu cũng được biết là cũng không phải ai cũng. Thì đấy là cái mà cháu rất là cảm ơn chú vì đã tham gia. Ban đầu cháu chỉ biết chú là dịch giả thôi, nhưng mà tìm hiểu về sâu hơn thì lại dịch giả chuyên về cái dòng này thì quá là hay. Cảm ơn Nam rất nhiều. Mình cũng rất cảm ơn Nam là tạo cho mình cái cơ hội là được gặp Nam, biết Nam, trò chuyện với Nam. Một cuộc trò chuyện rất là sâu sắc, thú vị, gợi suy nghĩ. Qua đó chia sẻ những cái câu chuyện này với là đông đảo là người nghe. Tôi rất hy vọng là chúng ta sẽ còn dịp gặp lại nhau trong những bối cảnh khác. Chúc là Nam và các bạn sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống và sống cuộc sống thật sự có ý nghĩa, thật sự tự do. Dạ vâng. Yeah. Chào cảm ơn chú ạ. Cảm ơn Nam. Theo ý kiến cá nhân của chú thôi, cuốn sách nào, tác phẩm nào mà chú dịch hoặc là chú đọc mà chú thấy nó chán nhất về cái thể loại này? Cho đến giờ mình chưa đọc cuốn nào mà mình chán cả. Đọc cuốn nào là mình cũng đều chọn cũng là những tác giả mà mình thích nhất, được đánh giá cao nhất. Mà các ông đấy thì hầu như cuốn nào cũng hay. Mình đọc cuốn nào mình cũng thích cả, cho nên mình không thể nói là mình có cuốn nào mình chán. Nhưng mà nếu nói về những tác phẩm sci-fi mà của thế hệ nhà văn sau này á, thì có một bộ mình không hứng thú mấy, đó là bộ là Ký. Bộ đấy là dành cho nhi đồng. Ok, xong rồi chú ạ. Chú ý tập ngày hôm nay thế nào? Ok, được. Nãy giờ mình nói chuyện khá là phong phú và mình cũng là nhờ thầy nhận thấy là có một số câu hỏi thì nó không nằm trong kịch bản, nhưng mà đó là điều hay. Chính cái đó lại là cái hay. Tức là có một số cái thì chúng ta trong quá trình nói chuyện chúng ta nảy ra thêm. Thì cái đó chính là cái hay của những cuộc nói chuyện như vậy. Tức là nó hơi khác so với cái tưởng tượng của chú đúng không? Không, khác là có khác, nhưng mà mình tránh là kỳ vọng hoặc là tưởng tượng ra một cái gì đó. Mình cứ để cho nó tự do. Go with the flow. Tức là cứ là tùy cơ ứng biến. Tháng này chú có ra Hà Nội không ạ? Nha chú ra này, chú nhắn cháu nhé. Ok. Đó, cảm ơn Nam. Nam là một người nói chuyện thú vị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bà Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Ba Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm Off.